Rồi ok, hello các em. Chào mừng quay trở lại với channel Bob Bro nhá. Và chào cả chị em luôn. Hôm nay anh em mình không làm quái vật nữa. Hôm nay anh em mình làm thật siêu ngủ nhá. Và xin giới thiệu với các bạn, đây là một con game có tên là Ăn đẹp khỏe đẹp. Đấy, con game này chúng ta sẽ đóng vai làm siêu anh hùng. Và cũng đừng quên là các bạn có thể xem thêm rất nhiều video hay ho tại page Bob Bro Gamer. Link page dưới mô tả của video này. Nào, anh em mình cùng bắt đầu cuộc sống của thôi không cuộc sống gì nữa, hôm nay là đóng vai siêu anh hùng nhá. Mẹ, vừa vào đã nổ hết cả thế này thì chết cái gì đây, tại sao lại 20xx open là như nào? À ok, ai à, quái vật à, quái vật à, mọi người bỏ chạy, quái vật tàn phá thành phố, quái vật bắn tên lửa. À, may cho con bé này mà mình xuất hiện kịp thời, chứ không quả tên lửa đấy mà bắn Vandit đó thì thôi toàn. À, đây là hướng dẫn sử dụng trước khi dùng này. À, ok, ship là để chạy nhanh hơn. À, từ từ nhá, để nhấn on để xem là gì nào. À à, ship chạy nhanh lắm các bạn ạ. Ship chạy nhanh lắm. Ship chạy nhanh lắm. Ghê chưa? Ấy, xưa anh hùng phải thế chứ lị. Ai thật là rồi. Được chết rồi. Úi dồi ôi. Nào, người đẹp cứu mỹ nhân ngư nào. Anh em mình phải đi cứu người đẹp thôi. À, nhấn F là để vỗ tay. Đấy, sau khi vỗ tay thì dập được lửa. Ok nhá. Nào, nào để mình sử dụng kỹ năng nào. Phẹt. Ok nhá. Thế này không cảm ơn anh à, con bé này ít ra thì cũng phải gửi một nụ hôn chứ, hoặc là mình có thể ôm nhau được. Ép nào, ép đi. À, chạy vào hẳn trong mới ép được ạ. À, trời ơi. Này con bé kia, này nó đứng ở giữa đám cháy nhưng mà quần áo của nó không bị làm sao hết, bốc phét thật. Đây mình phải chạy vào đây hay làm gì đây? À thay có vẻ là tướng quân, chúng mày lên bắn nó cho tao. Vâng. Quân lính sau khi có mệnh lệnh đã xông lên và bắn mình các bạn ạ. Mình sẽ làm gì? Ok, mình có thể tấn công nó bằng chuột trái được. Đấy. Chán thế nhỉ? Tôi nói thật với các bạn, thà là tôi không đấm chúng nó thì nó đỡ bẩn tay, tại vì chúng nó có bắn được tôi đâu. Có khác gì là gãi ngứa không? Này. Và vẫn có thai nữa. Các bạn này, các bạn thấy nó giống như kiểu là muỗi đốt inox đúng không? Mất giận. À thầy không nể, thằng này nó không nể mình. Nó vẫn mẹ cho nó nó vẫn tiếp tục tấn công mình. Ngô lao thật. Không biết mình là ai ạ. À đây, mình vừa sử dụng cái kỹ năng này nhưng mà bây giờ mình sẽ sử dụng kỹ năng đấm. Các bạn thấy nhanh không ạ? Nhanh là do... Đây rồi, thầy nào, thể hiện sức mạnh của mày đấy. Chạy à? Hèn thế. Con này nó sẽ tấn công mình đúng không? Ơ, nó cũng chạy à? Người ngoài hành tinh thì hèn thế. Mình phải làm gì? À, mình phải nhảy. Ok. Ok nhá. E là up for life, Q là down. Rồi. À, nhấn cách hai lần là để nhảy các bạn ạ. Đây này. Đấy, nhấn cách hai lần. Đấy, bây giờ mình sẽ à, tớ bay cao lên kiểu gì? À đây, Q là E là Q là fly down. Ờ yeah. À ừ đúng rồi, mình ngược, mình bị ngược phím các bạn ạ. Mình bị ngược phím. Ok, 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 ok. Ok. Tớ tớ. Ai à, quảng cáo tập game Super Hero Sport Club. Đấy, nếu bạn tập trong câu lạc bộ này thì bạn có thể đô được mình. Nào chúng ta cùng sang bên này để xem câu lạc bộ gì nữa nào. Câu lạc bộ Winter Animal Executive Bitterton. Ok nhá. À mình này. Mình này, mình này. Ây, mình mình đấy, mình đấy. Mình là người nổi tiếng đấy các bạn nhá. À, nhấn R thì sao? Ồ, để ngắm mà các bạn ạ. À. Bây giờ đấm kiểu gì nhỉ? Đấm nó kiểu gì? Fly up, fly down. Bây giờ mình phải đuổi theo nó. Ok. Đuổi theo nó. Nào, để anh đấm mày nhá.
Bây giờ mình chạy đâu? Chạy đi đâu? Chạy đi kiểu gì? Không hiểu chạy đi đâu, chạy kiểu chạy làm cái gì các bạn ạ? Không hiểu luôn, mình phải đuổi để kịp theo nó đấy. Có tội là chưa đấm được. À đây, trong lúc bay thì mình có thể sút vào mõm được. Mày sút mõm, sút mõm, sút mõm, sút, 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 sút. Sút đây, sút đây, sút, sút, sút. Ui dồi, căng quá các bạn ơi. Đây, bây giờ mình có thể bay xuống và đấm nó được từ trên không nhá. Nào ngắm, à, nhấn cái gì để ngắm nhỉ? R. Ui. Các bạn thấy đã không ạ? Các bạn thấy có sướng không ạ? Vỗ tay đi, còn gì nữa? Anh vừa cứu cả thành phố lại đây nhá. Vỗ tay đi. Tại ngầu thế. Ngầu thế nhỉ? Chả mấy khi được làm siêu anh hùng. Thế con thập lần này thì làm gì? Ok, đứng xuống đất ạ, mình cứ tưởng là đâm đầu xuống đất. Rồi, bây giờ công việc của mình là đi cứu những cái người mà đang bị đè ở đây. Đây, nhiệm vụ đầu tiên của mình là phải sang bên này. Đây, có thằng ở chỗ này đây. Đâu nhỉ? Đâu rồi? À đây, 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 đây. Mày này. Mày này, mày rank C à? Mới được rank C rồi, cay thế nhở? Thay đó. Anh chưa tha cho mày đâu. Ai tha cho mày đâu? Cút. Cút đi. Cút đi. Được rồi. Còn hai bệnh nhân nữa, còn hai bệnh nhân nữa cần được cứu. Đây, một bệnh nhân ở chỗ này đang bị chết cháy. Đây, mình đoán ở đằng sau này. Đâu? Ai bị cháy? À đây, mình đoán ở đằng sau được cơ. Ok, càng đi càng xa là cái quán nào. Đâu nhỉ? Rồi, em nào bị cháy đây. À đây, nó trên tầng thượng ạ. Nào, để mình vỗ tay nào. Vỗ tay này, ok nhá. Gì, chữa cháy là dễ. À đây, nó sẽ có cái điểm đỏ ở đây. Cái chỗ này thì mình phải làm gì? À, mình sẽ về lại, phải tiếp tục vỗ tay. Cứu người nào. Woo! Này, các bạn có thể để ý là rất nhiều các em gái suốt ngày bị đá đè nhá. Kiểu rất buồn cười. Challenge Quest bây giờ là có cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ đâu? Đây, nhiệm vụ của chúng ta ở đây. Rồi, đấy, anh em mình phải đi vào đây nhá. Nào, bắt đầu nào, tutorial. Ok, hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bây giờ anh em phải vừa đi vừa đấm mấy cái này. Đấy, quạt chả, quạt chiếc các thứ. 450.000 điểm nó sẽ được 5 sao. À, càng đấy. Nhưng mà tốt quá đấy. Rồi đấy, anh em, các bạn thấy mình ok chưa? À, tôi nhanh. Đây, mình phải bay vào trong chỗ này. Đây. Pẹt. Rồi, các bạn thấy chóng mặt chưa? Tốc độ này nó đủ chóng mặt chưa? Ui rồi ôi, các bạn đã thấy chưa? 5 sao là rõ. Thú thực là quả vừa nãy là mình chỉ nhấn bừa thôi. Càng thế. À, Clear 5 Challenge. À, cái này vừa làm rồi mà làm lại vẫn được, làm lại vẫn vui đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Sút này. Ui dồi, nhanh không ạ? Tốc độ tối mẹ nó đa luôn. Kìa, nhanh. Đúng rồi, tăng tốc độ lên chứ lệ. Thằng này làm chậm thế. Nào, 6/30. Đâu rồi, hết chưa? Ừ, hết rồi. Ui dồi, vẫn được 5 sao. Philip Clear. Mình nghĩ là chúng ta sẽ phải sang bên này. Đấy, đây. Tutorial, anh em quả này là phải bay đúng không? Ừ, là phải bay qua những cái điểm này. Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng hem bền. Rồi. Tưởng gì.
Rank up rồi, rank up rồi. Các bạn nhìn thấy mình chưa? Tưởng gì cái trò này khác gì là kiểu game đua xe đâu. Easy 2 triệu điểm, nói chung là 5 sao là rõ rồi các bạn thấy chưa? Nó chỉ yêu cầu có 300 nghìn mà mình được 2 triệu điểm. Siêu nhân quá chứ còn gì nữa. Để xem nhiệm vụ là tiếp nào. Mình mới có rank B thôi, cay thế. À đây, vẫn còn một chỗ nữa. Đâu rồi nhỉ? Cái cục xanh xanh ở chỗ quái nào nhỉ? Đây rồi, chúng ta có nhiệm vụ mới. Mình nghĩ là quả này anh em mình đấm thằng này đấy. Đấm nó luôn. Hay là thằng này có vẻ kỹ năng các thứ vip thế nhỉ? Ok, mình nhấn R. Chạy đâu đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng 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 là như thế. Đúng rồi. Tiếp. Chạy đâu? Đừng đua. Mình từ. Thầy nó vẫn chạy chậm hơn mình các bạn ạ. Chạy chậm hơn mình. Chạy. Mẹ nó đảo như giang lạc. Nó đảo như giang lạc khá phết đấy. Thành phố của mình còn 90% nữa, không thể làm hỏng thành phố được. Vâng, và bây giờ mình đã dồn nó vào được đường cùng rồi các bạn ạ. Bây giờ nó chỉ đứng im cho mình đấm thôi, các bạn thấy chưa? À, không phải. Cứ tưởng nó đứng yên mình đấm thật. Mèo cay. Rồi đã các bạn ạ, anh em mình phải có cái nhiệm vụ khác. Đó chính là đi dập cái chỗ này đã. Rồi. Nó đang đi phá hủy thành phố. Phá hủy thành phố ấy. Thằng bất dậy. Bây giờ lo mà chạy gì chứ còn gì nữa. Đây rồi. Kết liễu lại còn còn gì nữa. Đuổi nhau mãi mệt hết cả người. Được chưa? À đây vẫn còn một vài chỗ. Đấy, mình phải đi xử lý nốt với cái đống này. Đấy, bây giờ lên rank A rồi các bạn nhá. Woo. Nhìn này. Ấy cắt. Ghê không? Ấy ghê không? Ấy ghê vãi. Để xem đấm được mấy cái xe nào nhá. Nhầm. Xin lỗi, khổ. Anh chỉ
hiểu nhầm rồi. Hóa ra là anh em mình không được vớ vẩn lưu tiêu vào mấy cái thứ đấy đâu nhá. Không được động vào đấy đâu, không được động vào xe đâu, không lại nữa lại tụt ranh đấy, khổ lắm các em. Có gì đấy, có kẻ giết người đây rồi, anh em phải đi xử đẹp kẻ giết người thôi. Đâu, ở đâu có giết người, ở đó có Superman. Rồi đấy, easy, các cháu nó không phải sợ, các cháu không phải sợ. Chết rồi, con trai, lính cứu hỏa đến đây, từ từ, để cho anh bay lên cái, lính cứu hỏa đến, rồi vỗ tay nào, vỗ tay đấy, lửa đâu đấy, lửa cháy nhú nhăng đấy, dập chỗ nọ không được, nào nhấn F nào. Rồi, đấy, easy nhá. Ở đâu có lửa là ở đó có tôi. Các bạn không phải lo. Ngoài việc làm xuyên cùng ra thì tôi còn làm cả lính cứu hỏa nữa nhá. Để xem video tiếp theo, lên ngay Facebook tìm Pop Pro Gamer, nhấn theo dõi, chuyển sang mục video và tận hưởng những video hay nhất và mới nhất của mình nhá. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Rồi ok, thì chắc là video này mình sẽ kết thúc đây. Hôm nay là chơi một con game khá là hay về thể loại là nhập vai siêu anh hùng. Và một điều hay hơn nữa là cái con game này nó miễn phí trên Steam nhá. Game này là game trên PC nhá, game trên máy tính ấy. Thế nên bạn nào mà có máy tính thì có thể tải Steam về và tìm cái tên game giống như ở đầu video ấy thì nó sẽ hoàn toàn miễn phí, tải về và chơi thôi, không mất tiền mua. Ok, đừng quên là nhấn like video nếu anh em thấy thích con game này và nhớ là nhấn đăng ký kênh Pop Pro đi nhá. Còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.